Wow, lên tới đỉnh. Chùa. Em đang ở một vị trí rất là cao luôn. Cái view phía sau là cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Hôm nay là một ngày đi rừng, cũng lâu lắm rồi em mới đi quay lại một cái video. Bữa giờ thời tiết ở quê em nó mưa, với lại nhà có việc không quay video chia sẻ cả nhà được. Em xin chào chúc khỏe cô chú ở nhà mình nha. Chuyến đi rừng ngày hôm nay nếu có gì hay và thú vị thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Đặc biệt là ngày hôm nay em sẽ cố gắng tìm cây sâm xương đá để gửi cho cô chú cả nhà mình. Đường cái đi mà cây to to chở lên chắc không được đâu. Đá không đấy mà. Ui. Xuống đoạn dốc này đào được ít củ cây sâm đá này. Đất cát được cây đào sạch. Ui, củ này. Quấy hả? Chua, giờ vào rừng mỗi người mỗi hướng, đường khó lắm. Truyền gợp như thế này mà. Này riêng quá cả nhà ơi. Dốc này. Này là được một củ này cả nhà. Đất cát này đào nó mềm. Nó không có bị dính đá. Sâm xương đá này thì nhiều cô chú dùng cũng biết rồi. Nó là một cái dược liệu sâm tự nhiên nên mình có thể dùng kết hợp ngâm với táo mèo này, hoặc là chuối, hoặc là trái cây, sim đồ cả nhà. Hợp hết, không vấn đề gì cả. Còn cô chú nào lớn tuổi thì mình xét lát ra, mình xào thơm rồi mình nấu với nước, mình uống hàng ngày cũng rất là tốt cả nhà. Thấy một hồ hộp ạ. Được 1, 2, 3, 4. Được mấy củ á, nó bị kẹt trong dây này không có lấy được hết. Sâm xương đá này bộ phận sử dụng nó này, ngay cả cây thân nó và lá đều có công dụng cả nhà, nhưng mà cái dược liệu nó không cao bằng cái củ rễ, nên lúc khai thác em bán cho cô chú cả nhà mình thì em chỉ chọn những phần củ rễ như thế này thôi. Đó. Tại vì đi rừng xa mỗi lần đi mỗi lần khó mà, mình chọn những cái gì tốt nhất mình lấy. Còn cái phần thân nó rất là dễ sống nha cả nhà. Mình dâm lại dưới đất đó, là mùa mưa này nè, độ ẩm cao quá nó sẽ bén rễ và nó sống lại bình thường. Dòng này nó còn dễ sống lắm, thân dây mà. Thôi tiếp tục. Lúc sáng đi thì 5-6 anh em á, nhưng giờ chia ra mỗi người mỗi hướng hết rồi. Cái bé xíu nhưng mà ra được cái củ gần bằng ngón tay cái em á. Đây là cái bộ phận lá của cây sâm xương đá này, em quay cho chia sẻ cho những anh chú nào mà mình có thời gian đi rừng á, mình gặp thì mình phân biệt. Lên cái dây rồi nó nứt ra cái đoạn cái cành này, sẽ có bốn cành hình vuông này cả nhà. Lá nó như thế này nè. Củ. Củ rễ. Mình cứ đào rồi cho vào ba lô như thế này. Mang về nhà rồi mình sẽ rửa sạch nha cả nhà. Gặp suối thì mình sẽ rửa ở suối luôn cho tiện, về nhà mình rửa lại. Còn không thì về nhà rửa sạch để ráo. Sau đó em sẽ cân ký lên em gửi cho cô chú cả nhà mình. Sáng giờ em đào chắc được gần khoảng 2 kg rồi cả nhà. Vừa đi đào sâm rồi gặp cây cảnh cây phôi, mình sẽ tìm luôn
Mùa này thì chỉ có hai loại đó thôi, hoặc là chuối hột rừng. Qua mùa nắng thì anh em sẽ có thêm sản phẩm như là mật ong rừng này. Mùa này thì mùa mưa hết mùa rồi cả nhà ơi. Phải nói là tan cái hai cái gặp giò luôn cả nha. Em bò là đơn xe máy rồi. Em đào thêm được một cái phôi trắc nghệ nè. Nó dòng trắc này lúa nó rất là chắc nha. Trắc nghệ mà. Da nó thì da vàng. Đào được một cái phôi bonsai. Nó có cái đuôi lúa này. Cong nó lét lên cũng hay. Dòng này lá nhỏ nó vẫn có trái nha cả nhà. Đó. Sáng đi thì 1, 2, 3, 4, thêm 5 anh em nữa, 5 anh em cậu cháu nữa. Máy ảnh thì chưa lên, số lên rồi, bỏ cây đây rồi đi tìm nữa rồi. Đây cạnh một chiếc xe máy thì em vô tình bắt gặp được một cái cây trà dung này cả nhà. Cái lá trà dung này mình dùng mình uống rất là tốt luôn, nó mát nha. Cả nhà có thể tham khảo trên thị trường, người ta trồng ở nhà rồi sấy khô, bán uống trà nhiều lắm. Để em xem cái cây này, nếu mà dễ đào thì em sẽ đào về nhà luôn, trồng ở một góc vườn á. Này trà này mình nấu tư dễ lắm cả nhà, mình nấu một ấm nước rồi mình bứt khoảng 7-8 lá như thế này, mình cho vào mình nấu tươi cũng được, nó ra cái vị giống như chè xanh á, rất là dễ uống, đặc biệt là nó rất tốt cho cơ thể mình, không thuốc trừ sâu, không độc hại. Mà về nhà có một cây như thế này thì có mình cho trà uống rồi. Lát em đào cây này luôn. Là chào cả nhà, chúc sức khỏe nha. Ngày hôm qua đi núi á, phát hiện được cây ăn trái, sáng hôm nay em đi vào này. Em canh là cu xanh chỉ sóc nhưng mà sáng nay nó không có cả nhà. Nãy giờ tém được một bịch rồi này, với một ít nằm trong góc nữa, lát nữa em vào mình nhặt sâu. Mới tém được con sóc đã bùng rồi cả nhà. Cá hôm nay cũng đực. Chim nhỏ sáng vô là vô mỗi được một con sóc này nè. Có một bầy cu xanh nó bay, nó làng qua làng lại nhưng mà nó chưa áp gieo cả nhà ơi, chưa đậu, khôn quá. Nhiên chim cũng nhiều lắm, đợi em ráng ngồi thêm lát xem có cu xanh không nha. Em đi về nhà rồi cô chú anh chị, cũng lâu lắm rồi mới có một hôm trời nó nắng đẹp này. Tiện ra sau vườn mình hái ít rau rồi tìm một ít gia vị để mình làm món luôn. Theo em nghĩ thì chim sóc thì mình làm xà bộ đơn giản thôi, với xả ớt này rồi nêm la lốt vào là ok. Sau nhà rau tết đủ loại luôn, giúp cá tía tô rồi ngổ đủ các loại. Đặc biệt là ở quê em đa phần thì nhà nào cũng có cây la dít nha cả nhà. La dít mà dùng để nấu với gà hợp lắm.
cành chua. Một luống cải này. Cải này thì kịp để mình ăn Tết ạ. Là lốt này. Giống heo rừng lai này đơn giản cả nhà, mình cho nó ăn cỏ này, rồi rau thu địch này, lá thu địch đó, lá mơ rừng đó, nó hảo lắm. Cái lúa này để Tết làm thịt. Bên kia có một heo to, để em qua em quay cho cả nhà xem. Đây tại hôm giờ trời nó mưa thành ngoài cái ổ của tụi nó này. Bắn chằn hết. Con heo rừng lai này thì đặc biệt là lông nó ba chia và nhìn cái gáy nó có lông gáy phía trên. Con này bự. Thôi em đi tìm một ít xẻ với hái một ít ớt nữa. Thành quả của em ngày hôm nay nè, có thịt chim nè, sóc, rồi sóc lớn có, sóc nhỏ có, em làm một món tổng hợp luôn, xào xả ớt, cho một ít mâm thơm vào, miếng thịt nó vàng đẹp lắm mà nha. Món này là nhậu nhức nách luôn. Ngày ra quán nhậu mà kêu được một dĩa mồi như thế này cũng hiếm á, dẫn. Mấy quả cà non này chấm với mâm tôm nhức cái nách luôn. Mình cũng làm món và chia sẻ cho cả nhà xong rồi. Tại vì về nhà thì mình cũng không có quay cái quá trình ăn uống gì nhiều, chủ yếu là làm món để dùng cơm với gia đình mà, thành em cũng cũng không có quay đâu. Với lại quay thì cũng em nghĩ là chắc là cũng không có được hay cả nha. Thành em xin chào cả nhà, kết thúc clip này tại đây luôn á. Hẹn cả nhà mình chuyến đi rừng sâu á. Rồi có món gì hay là lạ và săn bắt được gì thì em sẽ quay chia sẻ nhiều hơn. Tiêu này bắt đầu nó ra một cái lứa hai nè. Quay em có thể gọi nó là mấy khén. Vì nó cũng cây kề giống như mấy khén mà. Thôi em xin chào cả nhà. Chúc cả nhà mình sức khỏe nha.